Chào mọi người Lưu Ly đây. Trước khi vào nội dung video đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hai cô gái đang trao đổi mã xác nhận di truyền với nhau và mở khóa NTSSU trên món cơm trong cơ thể của im à. Và mọi người cùng nhau thi đối các trò chơi game thì ai đem cơm chiên ra và mọi người thưởng thức rất ngon. Khi mọi người đang rất vui vẻ thì cậu lại lo lắng không biết sau này có thể làm người lại được không. Trong lúc này, thủ tướng có lệnh phải thực hiện Mọi người nhận được tin báo là có một người tử vong tại Nhật Bản và nắm giữ X-Arm. Đại thảm sát Mugani năm 2026, cựu tổng thống muốn làm việc cùng robot cho nên những phe phản đối hay những người chống lại sẽ bị X-Arm và robot thảm sát. Và đầu của mọi người biến mất, sau đó thì bị lật đổ do bạo loạn. Các loại súng thường không thể tiêu diệt được nó và cậu trai đó nếu muốn buôn bán vũ khí hãy liên hệ bọn chúng. Sau DSO mới lâu được tiếp nhận dưới sự chỉ trích của mọi người. Nếu Mỹ ra tay cứu thì có thể cứu được và mọi tìm trên mép được là đặc khu kinh ti. Cảnh sát đi tuần tra và đến khu kinh tế khi đó, nếu mỡ lưu đang giữ thì công việc của cảnh sát là thu hồi. Vì thế cảnh sát chọn thâm nhập điều tra, từ trước đến giờ các người vào dinh thự đó lần lượt mất tích mà không thấy đi ra. Khi đầu đây không chịu làm nhiệm vụ thì cô đã hôn và xác nhận mã di chuyển. Khi cô mỡ lưu bước vào và đặt đồ uống thì cô rất bất ngờ trong mắt cô là người đàn ông bí ẩn. Cô gái chở mọi người đến khu đặc kinh tế, bị bọn xã hội đen chặn lại, hỏi thông tin rồi cho qua phía dưới xe cô gái đầu bạc trốn dưới gầm xe và khi tiến vào được bên trong mọi người rất lo lắng sẽ gặp phải người như thế nào khi đến văn phòng người môi giới tới gặp bạn họ cô gái mặc đồ tàn hình và nếu bị hư hại thì sẽ báo tín hiệu đến ban quản lý và cô mong là mọi thứ đều ổn cô đi tham quan và tìm tài liệu nhưng lại bắt gặp người hầu bên phía này mọi người đang lo lắng về thư vũ khí bị bán đi đột nhiên một đoàn người đi phía trước và yêu cầu bỏ vũ khí ngay lập tức và nếu chống cự sẽ bị bắn hạ và xin lỗi không để cho mấy người lại gần Mơ lu được và chiếu đèn trực tiếp vào xe. Ime đã phát hiện ra một căn phòng bí mật và cô hầu gái nói cô là Emma và nói chuyện với cô cảnh sát Nhật Bản. Và cô cảnh sát hỏi rằng Mơ Lu đang ở dâu thì cô không trả lời gì thêm ngoài câu ông ấy đang bận. Cảnh sát hỏi cô những thứ này là gì thì cô trả lời đây chính là khuôn mặt cho robot và muốn biến đất nước thành đất nước hòa bình. Và cô hầu gái nói sẽ tiêu diệt hết tất cả những người đang muốn ngăn cản ước mơ của ngài Mơ Lu. Cô ta dùng hết sức lưu để tấn công. Cô cảnh sát cũng tấn công về phía người hầu gái lại. Sau đó Ama và cô cảnh sát Nhật Bản tấn công nhau rất kịch liệt. Phía bên này nước sự không muốn chiến đấu chỉ muốn nếu kết nối được sẽ hỏi lý do vì sao mà cô gái ấy lại làm vậy. Khi chiến đấu thì có đội cứu hộ thông báo bên kia đang gặp nguy hiểm. Bên này nói là Tổng thông luôn ghét x am nhưng lại dùng không không làm cấp dưới cơ. Nhưng ông ta chỉ nói rằng lấy độc trị độc mà thôi. Mọi thứ ông chỉ bằng mặt mà không bằng lòng và vụ lần này có dính dáng đến mỗi lưu khi cánh cổng sát được mở ra. Phía bên này cũng đang bị. Nhóm người chặn xe và tấn công vì chúng đã cảnh báo từ ban dầu rằng sẽ tấn công mọi người muốn phản kháng nhưng phải có lệnh mới được bắn vì mọi người nghĩ rằng làm việc luôn phải nghĩ đến hậu quả cuối cùng bên này cũng nhận được lệnh để bắn mọi người rất vui vì bên này toàn dùng người máy nên có vẻ rất chắc chắn y mà đang chạy hết vận tốc của mình để đến giải cứu mọi người cô nhảy lên và hạ được một con và tiếp tục chiến đấu rất hăng hái mọi người đều bất ngờ khi thấy chiến xa hai chân đang tiền gần về phía bọn họ và bên trong người khởi động lại là emma người máy robot và nói với mỡ lưu thần sẽ đưa ngài đến miền đất mới cô ta kích hoạt rất nhiều con thú xung quanh Emma đi thẳng đến Liên Hợp Quốc có thể chúng định rời khỏi Na Hạt Bản và đến một nước khác để buôn bán với chiến xa hai chân đó thì NOD có thể làm được vậy khác. Trên mái nhà một người DN ông cười trông có vẻ đắc thắng. Đây là quân đội Liên Hợp Quốc đang đi qua Liên Hợp Quốc. Chiến xa hai chân vẫn tiến thẳng. Khi đang đôi co thì chiến xa hai chân phát ra nhiều tên lửa bắn về phía lính gác. Sau đó tiếng nổ rất rất và tiêu diệt những gì cản trở mỡ lù. Tóc trắng vẫn chưa muốn bỏ cuộc và cố gắng nói chuyện. Cô Emma nói với cô đã hứa điều gì đó và đó là mệnh lệnh. Sau đó cô tấn công im ả, à, bị lỗi và không kết nối được có vẻ như im ả đã xảy ra chuyện chẳng lành. Molo vẫn tiếp tục cuộc chiến của mình. Phía xa kia có một tên robot đen tấn công lại Emma. À. Video đến đây là hết. Hẹn các bạn trong phần tóm tắt của tập mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Hết tập 3. Chào mọi người Lưu Ly đây. Trước khi vào nội dung video đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Khi triệu hồi tất cả mọi quân lính, mọi người đều tấn công, Anma cũng ý thức quay trở lại trong bóng tối hiện lên một robot màu đen chậm chậm tiến ra nhìn có vẻ bừng bừng sắc khí có vẻ như không xác định được đây là ai vì khi quét không có mã dữ liệu khi mọi người cùng nhau tiến hành chiến đấu với bọn người xấu hai phe trắng đen rất kịch liệt để đối đầu với nhau cuộc chiến diễn ra rất tàn khốc chiếc chế tạo máy móc do công ty đặt ra khiến mọi người rất bất ngờ khi đang nói chuyện điện thoại thì người điều khiển khởi động phải được cấp trên cho phép akira đang bốc khói cùng với 00, điều đáng ngạc nhiên là di chuyển rất thần thục và chúng ta được dùng hỏa lực mà không bị giới hạn bên này phía Amma đang bắn liên thanh về phái người máy và sức chống chọi khá tốt đội đen cảm nhận các chi của robot rất tốt mọi người chiến DAUU hết mình nhưng đang bàn tán về phía robot không không cậu Natsu điều khiển mọi thứ rất tốt bốn người đang nói với robot rằng hãy đi sơ tán người dân nhưng chị tóc bạc đã bị mất một cánh tay nên sức lực có vẻ không tốt trong đội nghiên cứu mọi người đang tìm ra điểm yếu cầu chiến xa hai chân để tiêu diệt chúng mọi người đều muốn giúp đỡ nhưng có người sẽ đau khổ vì người thân họ không qua khỏi Mọi người qua ẩn sát camera và phát hiện có gì đó đã được ném xuống dưới biển có vẻ như đã hiểu được bản chất năng lượng là như thế nào rồi. Bên này chiến xa hai chân vẫn đang chiến đấu và tóm gọn được người máy đen trong tay do dù có cố gắng như thế nào thì cô cũng sẽ tiêu diệt vì dám ngăn chặn đường của cô. Chiến thần đen cùng, nhưng vì nhỏ nhắn xinh xắn nên cậu có thể lên lỏi vào nhiều nơi, nhưng cậu đã hạ nó xuống và người máy được thông báo là hoán đổi không gian nên Emma mới có thể như vậy được. Mọi thứ đã được chuẩn bị và bây giờ sẽ đi tiến hành truy tìm vật mà mọi người tìm được. Khóa được tổ trên mục tiêu, khi mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất thì mọi người đều chiến đấu hết mình cậu bé robot đen vẫn giữ tư thế chiến binh và thao túng tâm lý tất cả đàn em của emma khi tiến lại gần thì có cảm giác như bị hách mọi thứ đều không được cảm nhận nhiều khi bên này cảm thấy đã đúng vị trí cô bắn một tia về phía đó và khiến cho emma đến khi cô bị thương cô vẫn cố gắng để giữ lời hứa cuối cùng với chủ nhân sau khi ý thức của nasu được phục hồi tất cả đã tìm thấy dữ liệu của emma các tiến sĩ thấy cô được cấy ghép não chia sẻ thông tin qua não bộ của con người Mỡ Lù đã kết nối với Emma và cô đã bấm kích hoạt khẩn cấp và cảm thấy giống não của cha xứ và ra lệnh bắn mỗi lù. Nhưng có vẻ khiên của ông ta quá chắc và không không muốn bắn thêm một quả đạn nữa, cô gái tóc vàng thông báo cô ta đã ra khỏi mục tiêu. Và cô ta sẽ không dùng cách cũ nữa, cả thành phố như bị đảo loạn. Liên hợp quốc đã thông báo với cảnh sát, liên hợp quốc sẽ sử dụng bom nhiệt. Hiện tại máy bay đang hướng mới mọi người cách không xa nữa, tướng quân đã cho phép mọi người người nổ bom và đừng cho bọn chúng trốn thoát. Còn cách nào để cứu vãn được tình thế ngay bây giờ đây? Nếu bom được thả xuống thì mọi người nguy to mất, bốn người bọn họ đang rất phàn vàn. Trên xa hai chân vẫn không để cho mọi người yên ổn và cuối cùng cậu ta cũng đã chịu chiến đấu có những việc để tiến hành không hề dễ. Natsu cuối cùng cũng đã chịu ra mặt. Mỗi lu chết rồi và hoạt động của Emma vẫn được duy trì, đó là mệnh lệnh từ trên. Dù cố gắng đến đâu thì mỡ lu cũng không giữ cô lại, cho dù vậy thì Emma vẫn chân thành và một lòng theo ông chủ. Vì một điều gì đó mà Emma vẫn chăn chối trong lòng và không từ bỏ chính vì sao và lý do tại sao Natsu lại xuất hiện khi cả thế giới đang bị diệt vong thì cậu lại trở nên như vậy không mấy chốc cả tokyo đã chìm trong diệt vong và bị tàn phá và Natsu không để chuyện đó xảy ra emma và Natsu người thì đánh còn người thì nhé chẳng mấy chốc nhiệt độ trong cơ thể của không không tăng quá cao khi cậu tự điều khiển người máy rất nguy hiểm vì quá tải và lập trình không cho phép điều đấy xảy ra bốn người chứng kiến cảnh vô cùng bất ngờ vì cậu chiến đấu với emma rất anh dũng ở trên mọi người đã xác định được chính xác vị trí thả bom Cậu ta dùng nhiều tia điện và kết nối với 12 con quái vật, khi đội liên hợp quốc định thả bom nhưng không thể kích hoạt. Khi mọi người đang cảm thấy mã an ninh của quân đội bị xâm nhập, mọi người cảm thấy điều đó là điều không thể. Trong thành phố chỉ toàn khói và cảm thấy dường như không có sự sống tại thành phố này, kẻ tham lam luôn là người phải chịu thâm nhất. Đến cuối cùng thì Emma lại bị sát hại rất nhẫn tâm, có vẻ dường như cũng là một người tội nghiệp. Tất cả mọi người trong viện nghiên cứu đều rất bất ngờ vì điều này, trước đến bây giờ chưa ai thấy như vậy. Có vẻ Nasu đã làm lệch đi mục tiêu dường như mọi thứ ở đây đều là do người quen làm, tất cả mọi người đều rất bất ngờ vì điều đó. Và giờ có làm gì cũng đã quá muộn, đến hơi thở cuối cùng thì mỡ lu cũng đã hết quân địch để sai khiến, và Emily đã ngắn cản không không lại, và khi tất cả đang rất mệt thì không không cuối cùng được giải thoát. Mọi thứ dường như hư hỏng rất nặng nề, sự mất kiểm soát đang làm cho mọi thứ không thể khôi phục lại như ban đầu nữa, em ma khi bị thương cũng cố gắng xích lại người của chủ nhân. Dường như bức tranh của mỡ lu luôn quan sát mọi nhất cử nhất động của bọn họ, video đến đây là hết. Hẹn các bạn trong phần tóm tắt của tập mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Hết tập 4.